Tiếp nối chương trình thời sự tối nay, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, ông Anthony Blinken hôm qua có nỗ lực được cho là cuối cùng với vai trò là Ngoại trưởng Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến do Israel tiến hành ở giải Gaza. Ông Lincoln đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, trong đó ông kêu gọi các nước thúc đẩy ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Matthew Mueller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong các cuộc điện đàm ông lincoln đã khẳng định mong muốn liên tục của chính quyền là đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza càng sớm càng tốt và một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột israel hezbollah ở liban cũng như thảo luận về cuộc xung đột ở sudan đáng chú ý trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng ả rập xê út fahan bin abdullah hai bên đã thảo luận về những nỗ lực đảm bảo việc thả con tin và thiết lập một con đường phía trước cho phép người palestine ở gaza xây dựng lại cuộc sống Thưa quý vị, người Palestine ở bờ Tây bị Israel chiếm đóng đang chia rẽ giữa sự hoài nghi và lạc quan khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống đắc cử của Mỹ được cho là có thể tác động đáng kể đến chính sách của Israel và từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của người Palestine trong khu vực. Cặp đôi này đang sống ở bờ Tây bị chiếm đóng, đang theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Họ sống ở đây dù cả hai có hội chiếu Mỹ, ông Moussa Pusheri, lạc quan về nhiệm kỳ tới của ông Trump. Ông ấy không công bằng với người Palestine trong nhiệm kỳ đầu, nhưng tôi tin ông ấy đã nhận ra sai lầm. Ông Trump là người hành động. Ông ấy sẽ làm những gì đã nói. Abu Shari lớn lên ở Sinwad, thị trấn gần Ramallah. Khi 18 tuổi, ông chuyển đến Mỹ. Cách đây không lâu, ông quyết định trở về Vĩnh Viễn. Tôi có nhiệm vụ phải ở đây. Tôi muốn hỗ trợ người dân. Tôi muốn ở đây vì đây là quê hương tôi. Thị trưởng Reyes cho biết có khoảng 1.000 người mang hộ chiếu Mỹ ở Sinwad, nhưng hầu hết họ chỉ đến vào mùa hè vì cuộc sống ở đây rất nguy hiểm đây là tên những người dân địa phương đã bị giết trong những thập kỷ qua ông dự đoán mọi thứ sẽ tồi tệ hơn khi ông trump trở lại nhà trắng chúng tôi sợ ông ấy sẽ không dừng được cuộc chiến ở gaza và liban và sẽ làm gia tăng đau khổ cho người palestine ông ấy đã công nhận jerusalem là thủ đô của israel mặc dù điều này trái với nghị quyết của liên hợp quốc chúng tôi dự đoán tình hình sẽ tồi tệ hơn so với thời ông biden làm tổng thống không là quan chút nào đây chỉ là mặt khác của cùng một đồng xu ông Trump hay bất kỳ ai khác, tất cả đều ủng hộ Israel, đều tham gia vào tội ác này. Ông Abu Tari vẫn có kế hoạch ở lại bờ Tây, bất kể điều gì xảy ra. Đó là điều duy nhất ông có thể làm để thể hiện sự phản kháng, và ông không muốn từ bỏ giấc mơ. Ước mơ của chúng tôi là có được tự do, phẩm giá và chiến thắng. Tôi muốn mọi người Palestine thực hiện như tôi, bao gồm cả con cái tôi. Điều đó không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ đạt được. Hy vọng trước khi chết tôi có thể thấy điều đó xảy ra. Sáu đứa con của ông vẫn quyết định ở lại Mỹ, và không phải người Palestine nào có hộ chiếu Mỹ đều mạo hiểm như ông, nhất là vào thời điểm này. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua ra tuyên bố cho biết nhà chức trách nước này đã buộc tội một người đàn ông Iran có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người bị buộc tội là ông Fahad Saqiri đã khai báo rằng ngày 7 tháng 10 vừa qua, ông được giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát ông Trump khi đó đang là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bộ Tư pháp Mỹ mô tả ông Sakidi, 51 tuổi, là một thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đang cư trú tại Tehran. Bộ cho biết ông Sakiri đã nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ và bị trục xuất khoảng năm 2008 do vi phạm pháp luật. Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho biết cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ. Cuộc đụng độ giữa các cổ động viên bóng đá Israel và những người ủng hộ Palestine ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan ngày 7 tháng 11 đã làm dấy lên những luồng dư luận trái chiều, có thể dẫn đến sự chia rẽ hơn trong lòng xã hội và làm mất niềm tin của bạn bè quốc tế. Sau đây bộ lực ở Amsterdam, các cổ động viên bóng đá Israel đã nhanh chóng được các tình nguyện viên đưa ra sân bay để về nước. Ra về trong sự tức giận, một cổ động viên cho biết, Chúng tôi không tin tưởng được người Hà Lan nữa vì những gì chúng tôi đã trải qua vào đêm qua vụ việc xảy ra sau trận bóng đá giữa câu lạc bộ Maccabi Tel Aviv của Israel và đội chủ nhà Az Amsterdam với chiến thắng đậm cho đội chủ nhà có nhiều thông tin quanh vụ việc này theo phóng viên kênh truyền hình Al Jazeera sau trận đấu nhiều cổ động viên israel đã xé cờ palestine và hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc chống người hồi giáo phẫn nộ trước hành vi đó các cổ động viên palestine và cả những người ủng hộ palestine đã tấn công cổ động viên israel và cả, cả cảnh sát khiến hàng chục người bị thương phản ứng trước vụ việc ông Shekher Khan ủy viên Hội đồng thành phố Amsterdam cho biết, cảm xúc chính được khơi dậy bởi cuộc diệt chủng mà Israel đang gây ra. Xin lỗi nhưng chúng tôi phải nói rằng các cổ động viên của Maccabi Tel Aviv đã tự đưa mình vào tình thế này khi tấn công các biểu tượng của Palestine và phân biệt chủng tộc đối với người Palestine. Tuy nhiên không phải quan chức nào cũng đồng tình với ông Khan. Trong khi không lên án hành động của các cổ động viên Israel, thị trưởng Amsterdam Frank Hansema miêu tả sự việc là cuộc tấn công bà Do Thái. Bà nói, Đương nhiên, chúng liên quan đến tình hình ở Trung Đông và cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine. Đó là một tội ác. Chúng tôi muốn thành phố đặc biệt an toàn cho cư dân cho thấy. Thủ tướng Hà Lan Dijkstraup cũng miêu tả vụ việc như một cuộc tấn công bài do thái, nhưng không nêu rõ mối cảnh đằng sau của cuộc tấn công. Một số người cho rằng những phát ngôn như vậy sẽ dẫn dắt câu chuyện đi sai hướng, làm gia tăng nỗi lo ngại về việc có thể có thêm các mối đe dọa chống người Hồi giáo. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu hôm qua tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Hội đồng châu Âu tại Hungary, trong đó họ đã cam kết cải tổ nền kinh tế của khối bằng những thay đổi triệt để. Tại hội nghị, ông Mario D'Acri, thành viên Hội đồng châu Âu, đã công bố một báo cáo nhấn mạnh đến năng suất thấp và sự suy thoái kinh tế của EU. Ông D'Acri nói: "Các khuyến nghị trong báo cáo này đã rất cấp bách xét đến tình hình kinh tế hiện nay, chúng trở nên cấp bách hơn nữa sau cuộc bầu cử Mỹ." Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đưa ra đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, cũng như thành lập một liên minh tiết kiệm và đầu tư để giúp các công ty tiếp cận vốn để đầu tư vào nghiên cứu đổi mới. Thưa quý vị, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên hai ngày nay đã tiến hành những đợt tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS ở Haiju và Kaesong, gây ảnh hưởng đến hoạt động của một số tàu và hàng chục máy bay dân sự ở Hàn Quốc. Hội đồng tuyên bố. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu Triều Tiên chấm dứt ngay những hành động khiêu khích, gây nhiễu GPS và cảnh báo họ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc làm này. Hội đồng cảnh báo tàu thuyền và máy bay hoạt động ở hàng hải cảnh giác với những vụ tấn công gây nhiễu tín hiệu GPS. Thưa quý vị, cảnh sát và các quan chức chính phủ Pakistan cho biết hôm nay tại nhà ga Quetta ở tây nam nước này đã xảy ra vụ đánh bom khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 40 người khác. Ông Mohammad Baloch, một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết, một quả bom đã phát nổ khi hành khách đang chờ tàu để đi từ Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, đến thành phố Rawalpindi. Tổng thanh tra cảnh sát Balochistan, Muzamjan Asari, cho biết mục tiêu của vụ tấn công là những quân nhân của trường bộ binh được cử đi thực hiện nhiệm vụ. Quân đội giải phóng Balas, một nhóm chiến binh ly khai, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang phải vật lộn với cuộc nội loạn ly khai ngày càng gia tăng ở phía Nam và lần sóng tấn công của phiến quân ở phía Tây Bắc. Hôm qua, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Diễn đàn Đô thị Thế giới WUF đã bế mạc sau 4 ngày họp. Theo giới phân tích, thành công lớn nhất của diễn đàn là đã thu hút được đông đảo giới chức các nước tham dự và họ đã chỉ ra một trong những cơ sở để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các đô thị. Diễn đàn đô thị thế giới năm nay được tổ chức ở Cairo, một trong những thủ đô lâu đời và đông dân nhất thế giới. Bà Anna Claudia Rosbeck, giám đốc điều hành của chương trình nhân cư liên hợp quốc cho biết, diễn đàn có sự tham dự của đại diện đến từ hơn 182 quốc gia trên thế giới, trong đó có 5 nguyên thủ quốc gia, 72 bộ trưởng, 51 thứ trưởng và 96 quan chức địa phương. Chúng tôi đã chứng kiến sự quan tâm rộng rãi hơn đối với diễn đàn này. Tất cả bắt đầu từ quê nhà là chủ đề của diễn đàn năm nay, nhấn mạnh rằng các giải pháp tại địa phương có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu. Phát biểu qua liên kết video, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Chúng tôi kêu gọi đảm bảo nhà ở an toàn và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người và hỗ trợ các nước đang phát triển. Lập kế hoạch xây dựng các thành phố có chính sách nhà ở công bằng an toàn lành mạnh, dễ tiếp cận và bền vững. Theo Liên hợp quốc, khoảng 50% dân số toàn cầu sống ở các thành phố và dự kiến sẽ tăng lên 70% vào năm 2050. Nhưng đi kèm với điều đó là những thách thức như biến đổi khí hậu, tình trạng vô gia cư, những điều tác động đến nền kinh tế và điều kiện sống của người dân. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã nêu bật đất nước của mình như một nghiên cứu điển hình để giải quyết những thách thức đó. Ông nói: Ai Cập đã đạt được nhiều thành tựu trong vài năm qua về xây dựng và đô thị hóa để phục vụ tầm nhìn 2030. Chúng tôi đã đưa ra những sáng kiến lớn như hai cha Karima để phát triển các vùng nông thôn và các khu ổ chuột. Một trong những thành tựu của Ai Cập nằm ở khu phố al Zaza ở Cairo. Trước đây, khu phố này đầy những khu ổ chuột nhưng nay được chuyển đổi thành một đô thị bền vững với không gian xanh và công viên để cải thiện chất lượng không khí và tăng cường đa dạng sinh học. Các đại biểu tin rằng diễn đàn có thể là cầu nối giúp xây dựng các mô hình như vậy trên quy mô rộng hơn trên khắp châu Phi.